Các em thấy hôm nay cô Phương nhìn có khác không ạ? Yes, as you can see that I have a new haircut. Nhưng các em có thể thấy là hôm nay cô đang có một kiểu tóc rất là mới. Just for a change, thay đổi một chút thôi ạ. Trong tiết học ngày hôm nay thì cô trò mình sẽ tiếp tục khóa học ngữ pháp tiếng Anh các em nhé. Và khóa học ngày hôm nay của chúng ta sẽ tiếp tục với bài học về thì quá khứ đơn giản. Ở trong những tiết trước thì các em đã được cô Mai Phương hướng dẫn về các thì âm tiếng Anh như là thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn đúng không ạ? Với hai thì này thì có lẽ là các em đã có thể nói rất nhiều câu trong tiếng Anh và có thể đặt câu hỏi, những câu hỏi mà xoay xung quanh đời sống hàng ngày của chúng ta đúng không nào? Ví dụ như là bình thường này thì bạn làm gì, bạn ở đâu, bạn thích cái gì, vân vân đúng không ạ? Hoặc là để hỏi một cái hiện tượng, một cái hành động đang xảy ra ở ngay tại thời điểm đó thì chúng ta sẽ sử dụng thì gì ạ? Thì hiện tiếp diễn đúng không ạ? Trong tiết học ngày hôm nay thì mình sẽ chuyển sang thì quá khứ đơn giản, simple past. Hiện tại đơn giản này sẽ là simple present hoặc là present simple. Còn quá khứ đơn thì người ta dùng từ simple past. Cái past simple thì nghe nó hơi lạ tai. Thông thường người ta cứ dùng simple past ở quá khứ đơn giản các em nhé. Và đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ đến với cách sử dụng của thế này. Uses, cách sử dụng của thì quá khứ đơn giản. Và cô vẫn như mọi khi thì cô sẽ đưa cho các em những cái gì gọi là căn bản nhất và dễ nhớ nhất của một cái thì hay là một cái hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh. Với thì quá khứ đơn giản này, cách sử dụng của nó thì các em nhớ cho cô 3 điểm chính thôi, 3 điểm thôi nhá. Điểm đầu tiên, thì quá khứ đơn giản sẽ sử dụng để nói về một hành động đã xảy ra ở trong quá khứ. Tất nhiên rồi, quá khứ đơn cơ mà, đúng không ạ? Để nói về một hành động đã xảy ra ở trong quá khứ, đã chấm dứt ở trong quá khứ và không còn liên quan gì đến hiện tại nữa. Được chưa? Thế các em nhớ lưu ý giúp cô là xảy ra ở trong quá khứ thì dễ rồi, nhưng cái quan trọng là nó đã chấm dứt và nó không còn liên quan đến hiện tại. Nhớ cái điểm đó, bởi vì trong tiết học sau thì cô sẽ hướng dẫn các em về thì hiện tại hoàn thành. Thì nó sẽ là một cái thì mà bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và nó còn liên quan đến hiện tại nữa. Có nghĩa là nó sẽ bắt cầu từ quá khứ đến tận hiện tại. Còn cái gì ở trong quá khứ và kết thúc ở trong quá khứ rồi thì mình sẽ sử dụng thì quá khứ đơn. Thì đến tiết học hôm sau thì có lẽ là cô sẽ phân biệt chúng ta thì này với thì hiện tại hoàn thành. Thì nó sẽ khác biệt với nhau ở chính cái điểm đó. Nhớ, để các em ghi giúp cô này, thì quá khứ đơn sẽ dùng để miêu tả những hành động đã xảy ra trong quá khứ, đã chấm dứt trong quá khứ rồi và không còn liên quan đến hiện tại nữa cả. Được chưa? Cô lấy ví dụ, cô có ví dụ như sau. Cô lấy ví dụ là I bought this car in 1997. I bought this car in 1997. Được chưa? Tức là tôi đã mua cái ô tô này vào năm 1997. Ở đây các em thấy là có xuất hiện một cái cụm trạng ngữ chỉ thời gian. Cái này gọi là trạng ngữ chỉ thời gian, ever of time. Và đây là khoảng thời gian ở trong quá khứ. Vì các em biết rằng là năm 1997 là một cái thời gian ở trong quá khứ rồi. Có thể là năm sinh của một bạn nào đấy đang học video clip này, đúng không ạ? Và động từ ở đây của cô là cô có động từ bought. Động từ này là động từ chia quá khứ của động từ nguyên mẫu của nó là động từ buy. Buy là mua. Các em biết rồi đúng không ạ? Động từ to buy. Động từ to buy nó là infinitive và khi chuyển sang quá khứ thì các em phải chia là bought. Cách chia này lát nữa cô sẽ hướng dẫn chúng ta, được chưa, là chia động từ ở quá khứ đơn như thế nào. Ở đây các em phải thấy là I là chủ ngữ, động từ của chúng ta là động từ bought, được chưa, và tân ngữ là this car, tân ngữ mua cái gì, tân ngữ, và có một cụm trạng ngữ chỉ thời gian ở trong quá khứ. Và ở đây có thể thấy rằng là vào năm 1997 thì chúng ta đã, tôi đã mua cái ô tô này, nó là một hành động xảy ra ở trong quá khứ và nó chả liên quan đến hiện tại nữa cả, đúng không ạ? Hoàn toàn đúng nhá. Ok. Cách sử dụng thứ hai của thì quá khứ đơn giản đó là các em sẽ miêu tả một dạng như kiểu là câu chuyện ấy. Cái story. Câu chuyện có nghĩa là gì? Nó sẽ là một chuỗi các hành động xảy ra liên tiếp ở trong quá khứ. Đấy, và nó cứ xảy ra liên tục, hết hành động này thì lại đến hành động này, xong lại đến hành động này, đến hành động này, đến hành động này, lại đến hành động này, vân vân. Được chưa? Đấy, thì nó cứ xảy ra theo một cái chiều mũi tên như thế này. Thì chúng ta cũng sẽ sử dụng một chuỗi các hành động chia ở quá khứ đơn để miêu tả. Cô lấy ví dụ như sau. Buổi sáng nhỉ, sáng ngày hôm qua, đúng chưa? Sáng ngày hôm qua tôi ngủ dậy, I woke up at 5 a.m. in the morning yesterday. At 5 a.m. yesterday. Tôi ngủ dậy lúc 5 giờ sáng ngày hôm qua, đúng chưa? Cái a.m. này là buổi sáng này, buổi tối thì sẽ dùng từ p.m. p.m. như này, đúng chưa? 5 giờ mà 5 a.m. là 5 giờ sáng. Tôi đã ngủ dậy. Đây là động từ chia ở quá khứ đơn của động từ wake. Đấy. Đây là ngủ dậy nhá. I woke up at 5 a.m. yesterday. Đấy. Then, sau đó. Then, I had breakfast. Then, I had breakfast. Sau đó là tôi ăn sáng. Cô thêm liên từ and để nối vào. And went to school.
Đó. Thì ở đây cô có từ had, đây là động từ chia ở quá khứ đơn của động từ to have, là có. Nhưng mà có ăn sáng thì tức là ăn sáng đấy ạ. Sau đấy thì tôi ăn sáng và đi học. Động từ go chia ở quá khứ là went. Cô nhắc lại là lát nữa thì cô sẽ hướng dẫn các em cách chia động từ của cái thì này nhá. Ở đây thì các em chỉ cần hiểu rõ cách sử dụng đã thôi. Tôi ngủ dậy lúc 5 giờ sáng ngày hôm qua. Đấy, sau đấy là tôi ăn sáng và đi học. Được chưa? Đấy, tôi đi học. Thế thì tôi hoàn tất việc học ấy. Rồi I finish. Tôi học xong. I finish at 5 p.m. Tôi học xong lúc 5 giờ chiều. Được chưa? Thế đây finish cũng là một động từ chia ở quá khứ đơn. Là tôi kết thúc cái việc học tập lúc 5 giờ. Được chưa? Tôi quay trở về nhà. Sau đó, cô dùng từ after that. Sau đó, after that. Tôi trở về nhà. Cô dùng động từ came. After that, I came back home. And watch TV. Sau đấy tôi trở về nhà và xem TV. Thì đây tiếp tục các em thấy nhá. Thì cô có này, động từ came. Đây là quá khứ của động từ to come. Come back là quay trở về. Thấy chưa? Come back home là quay trở về nhà. Và xem TV. And watched. Đây cũng là một động từ chia ở quá khứ đơn của động từ watch. Là động từ xem. Thế đây các em có thể thấy là đây là đang kể một câu chuyện đúng không? Một cái ngày của tôi ngày hôm qua. Một ngày từ sáng cho đến buổi chiều tối. Gần hết ngày. Và đây cô dùng những động từ chia một loạt ở quá khứ đơn. Nó là một chuỗi các hành động ở quá khứ đơn để miêu tả giống như một câu chuyện vậy. Được chưa? Giống như một câu chuyện vậy. Tôi ngủ dậy lúc 5 giờ sáng. Đấy, sau đấy thì tôi ăn sáng và tôi đi học. Đấy, tôi hoàn thành việc học. Là tôi học xong vào lúc 5 giờ chiều. Sau đấy thì tôi trở về nhà và xem TV. Được chưa? Và một loạt động từ ở đây của cô đều là những động từ chia ở quá khứ đơn. Nó diễn tả một chuỗi các hành động diễn ra liên tục. Ngủ dậy này. Đúng chưa? Ăn sáng này. Thế vậy này. Đi học này. Đấy, rồi thì hoàn tất việc học này. Đấy, rồi quay trở về nhà này. Và ăn tối. Được chưa? À, và xem TV. Được chưa? Ok nhá. Thì cách sử dụng thứ hai của thì quá khứ đơn đó là khi các em kể một câu chuyện liên tục ở trong quá khứ thì các em dùng một chuỗi các hành động chia ở quá khứ đơn. Đây là một chuỗi các động từ chia ở quá khứ đơn thành một chuỗi. Được chưa? Ok. Cách sử dụng thứ ba của quá khứ đơn giản đó là các em sẽ miêu tả giúp cô một cái thói quen, nhưng mà là thói quen không phải ở hiện tại mà là thói quen ở trong quá khứ, cái habit in the past. Nếu mà thói quen ở hiện tại thì các em không thể chia quá khứ đơn giản được, mà các em sẽ phải chia ở thì hiện tại đơn giản. Đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Ở đây là ở thói quen ở trong quá khứ thì các em sẽ dùng cho cô thì quá khứ đơn. Ví dụ như sau. Ông tôi, my grandfather. Ông tôi thường là usually uống sữa trước khi đi ngủ. Drank milk before bedtime. Ông tôi thì thường là uống sữa trước giờ đi ngủ, được chưa? Thế nhưng mà ông tôi mất rồi. Và đấy là cái thời điểm mà khi ông ấy còn sống thôi. Cô thêm một cái cụm nữa đó là When he was alive. Thì alive là sống này, đây là tính từ, có nghĩa là còn sống. Động từ to be ở đây của cô cũng đang chia ở quá khứ đơn. Động từ to be, đây chính là động từ to be chia ở quá khứ đơn, được chưa? Và động từ drink chia ở quá khứ đơn là drank. Và câu này miêu tả một cái hành động là một cái thói quen xảy ra ở trong quá khứ. Đó là khi ông tôi còn sống thì ông thường uống sữa trước khi đi ngủ. Đấy, đây là một cái thói quen trong quá khứ và rõ ràng chưa quá khứ đơn bởi vì ông tôi bây giờ không còn nữa. Và khi ông còn sống thì ông thường làm một cái việc gì? Được chưa? Cách sử dụng này thì sau này các em biết là người ta sẽ còn hay sử dụng một cái cấu trúc rất là quan trọng khi miêu tả một thói quen ở trong quá khứ. Thì các em có thể dùng used to cộng với lại infinitive. Thì nó sẽ thay cho cái usually này cộng với lại drank như này. Cô có thể dùng là my grandfather used to drink. Used to cộng verb. Đó là to rồi, to verb thôi nhá. Thế là used to drink. My grandfather used to drink milk before bedtime when he was alive. Được chưa? Là khi còn sống thì ông tôi thường là uống sữa trước giờ đi ngủ. Có thể thay cái usually drank bằng used to drink. Ok chưa? Đấy nhá, thì nó sẽ mang nghĩa là thường làm gì ở trong quá khứ. Còn đây cũng là một cấu trúc rất là hay thi trong các bài thi tiếng Anh, một cấu trúc rất thường gặp trong tiếng Anh thì các em cũng khoanh vào used to cộng với infinitive. Ở đây là ba cách sử dụng của quá khứ đơn giản mà cô Mai Phương muốn các em nhớ. Cách thứ nhất đó là miêu tả một hành động đã xảy ra ở trong quá khứ, đã xảy ra rồi, đã kết thúc rồi, không còn liên quan gì đến hiện tại nữa cả, được chưa? Không dính dáng gì cả. Ông tôi bây giờ mất rồi, đúng không ạ?
Và khi ông còn sống, khi ông còn sống nhá, đấy, thì rõ ràng là một cái hành động xảy ra trong quá khứ và không có liên quan đến hiện tại này nữa, được chưa? Cái thứ hai là miêu tả một chuỗi gì đấy ạ, một chuỗi các hành động, một chuỗi các hành động, các hành động xảy ra liên tục theo một chuỗi thời gian ở trong quá khứ, thì các em cũng dùng một loạt các những cái động từ chỉ ở quá khứ đơn. Và cái thứ ba đó là để miêu tả một thói quen, một cái habit, nhưng mà là thói quen ở đâu ạ? Thói quen ở trong quá khứ, đúng không? Thói quen trong quá khứ nhá. Nhớ cho cô ba cái này. Và nhớ thêm giúp cô là used to cộng với verb này chính là để miêu tả một thói quen ở trong quá khứ. Thì các em dùng cái mẫu câu này, used to cộng với động từ infinitive. Usually drank sẽ bằng là used to drink. Nhớ một ví dụ là đủ để chúng ta nhớ một cái công thức trong tiếng Anh. Đấy, thay vì nhớ used to cộng verb là gì, chỉ cần nhớ đúng ví dụ này thôi. My grandfather used to drink. My grandfather usually drank and used to drink. Đúng, nhớ đúng cái này thôi là có thể nhớ về used to rất là ok rồi. Được chưa? Nghe nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển tiếp sang phần thứ hai. Đó là chúng ta cùng nói về cách chia. Formula. Cách chia của thì quá khứ đơn giản. Thế thì em vẫn nhớ là gì nhỉ? Chúng ta có hai kiểu động từ đúng không? Một là động từ to be. Thứ hai là động từ gì? Động từ gì ạ? Học rồi. Động từ thường đúng không? Động từ thường mình sẽ ghi là action verb. Đúng chưa? Động từ thường. To be khác thường ở trường hợp nào, ở cái khía cạnh nào ạ? Động từ to be thì chỉ mang nghĩa là thì hoặc là, đúng không ạ? Và nó chỉ có thêm vào câu để cho nó đủ thôi. Còn action verb là những động từ chỉ hành động, đúng không? Cô Phương đang nói, cô Phương đang nghĩ. Đấy, cô Phương đang gì đấy nó là hành động. Đúng chưa? Cô Phương đang nhìn. Ok. Ở thì quá khứ đơn thì động từ to be. Các em sẽ chia giúp cô thành là to be, nếu mà ở hiện tại đơn ấy, các em có am, is, or are như này đúng không? Đúng không? Thì ở quá khứ đơn ấy, các em sẽ không chia là am, is, or are nữa, mà các em sẽ chia cho cô là was hoặc là were. Người học tiếng Anh ngữ pháp thì hay gọi là was ngắn và were dài đấy. Nhưng mà thực ra là cách đọc là ok rồi, cách đọc cái này là was, cái này là were. Thế thì thực ra là không cần nói là were ngắn hay were dài, mà thực ra đọc đúng là ok, cái này có chữ Z, was, và cái này là were, được chưa? Thế cái was này chính là chia của am và is, chia sang quá khứ đơn là was, tức là các ngôi I, he, she, it và những cái danh từ số ít. Thế còn ua dài này, ua bốn chữ này, ua thì sẽ là số nhiều của rất là dạng số nhiều, và nó là từ cái động từ to be ở a ở hiện tại đơn giản, là quá khứ nó sẽ là ua. Ok chưa? Đấy nhá. Đấy thì động từ to be ở đây các em nhớ giúp cô là như vậy, nó sẽ chia là was hoặc là chia là ua, ua ngắn hoặc ua dài, was và ua. Ok chưa? Còn action verb thì sao? Action verb thì các em sẽ chia giúp cô cũng thành hai kiểu. Một ấy là cái dạng động từ theo quy tắc, tức là những cái động từ theo quy tắc thì các em sẽ thêm giúp cô ed vào. Còn cái dạng thứ hai đó là những động từ bất quy tắc, người ta gọi là irregular verb. Thì cái loại này không có một cái quy tắc nào cả. Thì cô các em nhìn giúp cô ở bên này nhé. Động từ mà chưa quy tắc thêm ed chính là động từ watch ở đây, tình huống này. Đúng chưa? Quá khứ của chúng ta là động từ ở hiện tại đơn của chúng ta là watch. Và khi chuyển sang quá khứ thì các em thêm ed vào, đó là watched. Đấy. Thì khi mà các em nhìn thấy ed như này này thì nó sẽ là dạng quá khứ hoặc là dạng phân từ. Cứ nhớ giúp cô cái phân từ, tiết sau mình sẽ học sang thì hoàn thành thì sẽ có phân từ. Còn cái này là cứ ed sẽ là dạng quá khứ nữa nhá, quá khứ hoặc là phân từ hai. Ok chưa ạ? Thì đây là dạng theo quy tắc, tức là mình thêm ed vào sau một cái động từ nào đó. Còn dạng bất quy tắc là những dạng như thế này. By chuyển thành bought. Được chưa? Wake chuyển thành walk. Have chuyển thành had. Go chuyển thành went. Được chưa? Finish này thì là theo quy tắc đúng không? Thì mình thêm cái đuôi gì? Đuôi ed vào đây. Cái đuôi ed vào đây thì nó là theo quy tắc giống như từ watched. Được chưa? Thế còn come thì nó quá khứ là came. Các em để ý này, tại sao người ta gọi là động từ bất quy tắc? Là vì như này, các em nhìn nhá, buy chuyển thành bought, work thì lại chuyển thành walk, have lại chuyển thành had, go chuyển thành went, come lại chuyển thành came. Các em có thấy nó có một cái quy tắc gì không ạ? Cái này nó chỉ việc thêm ed vào thôi, thì nhìn là biết là thêm ed vào thì ok. Nhưng cái này thì nó có quy tắc gì không? Cái chữ buy này thành bought, cái chữ have thành had, cái chữ work thành walk, come thành came, go thành went, chả có quy tắc gì cả. Vì nó chả có quy tắc gì cả nên nó gọi là những động từ bất quy tắc. Đúng không ạ? Rất đơn giản. Chả có quy tắc gì cả thì gọi là những động từ bất quy tắc. Và rất may
là động từ bất quy tắc thì không có nhiều lắm, nó có khoảng tầm độ 360 động từ bất quy tắc thôi. Thực ra là nó còn nhiều hơn, nhưng mà với những động từ tiếng Anh thông dụng thì các em chỉ cần học 360 động từ bất quy tắc thôi, được chưa? Còn lại thì là thêm ED vào. Rõ ràng chưa? Thế là đủ rõ ràng chưa? Đủ rõ ràng chưa? Ok nhá. Đấy, thì các em sẽ học cho cô là bảng 360 động từ bất quy tắc, và còn lại thì chúng ta sẽ học cách là thêm ED vào động từ. Ok chưa? Thế thì bảng này, cô sẽ gửi cho các em cái bảng như thế này, trong cái file tài liệu đính kèm với tiết học ngày hôm nay, được chưa? Và trong đó đương nhiên là các em sẽ thấy những từ như là bought, ví dụ như là walk, ví dụ như là came, ví dụ như là had, được chưa? Thì các em sẽ thấy những cái động từ đó ở trong cái bảng động từ bất quy tắc này. Và các em lưu ý giúp cô như sau: ở bảng những động từ bất quy tắc thì nó chia ra làm 3 cột. Cột đầu tiên đó là infinitive. Cột thứ hai nó chính là dạng past của nó, dạng quá khứ của nó. Và dạng thứ ba nó gọi là quá khứ phân tử, past participle. Và vì hai cái này nó có hai chữ P nên người ta viết tắt là P2, của dạng phân tử, dạng phân tử 2, được chưa? Vì ví dụ như là cái từ come của cô nhá, nó sẽ ghi là come này, quá khứ sẽ là came, và cái phân tử nó sẽ ghi là come, được chưa? Động từ ở dạng infinitive của mình là come, sang quá khứ là came và sang phân tử là come. Đơn cử như động từ to be chẳng hạn, nó sẽ ghi luôn chỗ này là be, infinitive của nó ghi là be, được chưa? Ở sang quá khứ nó sẽ ghi là was or were. Cái này các em biết rồi, cái quá khứ của chúng ta to be chia là was or were, đối với các chủ ngữ khác nhau số ít và số nhiều, đúng chưa? Và ở phân từ thì nó sẽ chia là been. Đó, giả dụ như từ buy là mua thì quá khứ sẽ là bought, và phân từ sẽ là bought. Cái này cô học thuộc mà các em. Các em đừng có tưởng cái gì cao siêu. Chúng ta cô học thuộc mà. 360 động từ bèo có gì đâu. Bởi vì chúng ta phải học rất nhiều từ mới trong tiếng Anh mới có thể giỏi được. Đây 360 động từ bất quy tắc rất bèo, chẳng có cái gì cả nhá. Học ví dụ như là động từ, nãy đây có động từ gì nhỉ? Go là đi, sang quá khứ là when, và phân từ là gone. Đấy. Động từ to have là có này, thì sang quá khứ là had, và phân từ cũng là had. Rồi động từ walk thì sang quá khứ sẽ là walk, và sang phân từ sẽ là walking. Walking. Được chưa? Thì đây là bảng những cái động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, và đây là những cái động từ mà cô có ở phía bên kia thì sang đây. Tất nhiên cô sẽ không ghi watch vào đây, bởi vì là watch này thì sang quá khứ sẽ là watched, phân từ của nó cũng sẽ luôn luôn là watched. Và cái này là dạng theo quy tắc rồi, và nó có đến cả mấy trăm nghìn động từ theo quy tắc như thế này, nên là cô sẽ không bao giờ ghi những cái thể loại theo quy tắc vào đây. Vì đây là bảng gì ạ? Những động từ bất quy tắc, irregular verbs, đúng không ạ? Và các em hiểu rằng là bất quy tắc là bởi vì nó chả có quy tắc gì cả. Tại sao cái này là came, cái này là come, trong khi cái này là bot bot lại giống nhau, đúng không? Tại sao cái này là when, cái này lại là gone, cái này thì lại giống nhau, cái này thì lại walk, cái này walking, đúng không ạ? Đấy, thì rõ ràng các em thấy rằng là nó chả có quy tắc gì cả, nên nó gọi là bảng những cái động từ bất quy tắc. Và nó có khoảng 360 động từ như thế này, và cô sẽ gửi cho các em cái bảng này để các em học thuộc, đúng không nào? Đúng không? Đó. Và các em phải thấy rằng là 360 động từ này ấy, thì thật ra là nó cũng sẽ có một số những cái động từ mà nó thành nhóm giống nhau. Cô lấy ví dụ như này, các em có từ come chuyển sang quá khứ là came và sang phân từ là come, đúng không ạ? Thì giả dụ như có từ trở thành là become, nó sẽ hơi giống một chút, become cũng sẽ sang quá khứ là became, và phân từ là become, come, became, become, được chưa? Đấy, kiểu như vậy. Hoặc ví dụ như là come nhá, quá khứ là came, phân từ là come, thì become cũng sang quá khứ là became và sang phân từ là become. Các em có thấy nó giống nhau không? Đấy nhá, cái chữ O này sang đây là chữ A, đây là chữ O, cái này cũng là chữ O, chữ A, chữ O, rất là giống nhau, đúng chưa? Học ví dụ như cái từ wake này, thì sang quá khứ là woke và sang phân từ là woken, đúng không ạ? Thì nếu như cô có động từ là awake là đánh thức chẳng hạn, wake là thức dậy, thì awake là động từ đánh thức, thì awake cũng sẽ là awake, awoke và awoken, nó khá là giống nhau một chút, được chưa? Hoặc là một cặp động từ khác, ví dụ như cô có động từ keep, giữ chẳng hạn, thì sang quá khứ của nó sẽ là kept, và phân từ của nó cũng là kept, keep, kept, kept, được chưa? Thì một cái động từ có một cái âm tiết gần gần tương tự như này, đó là động từ sleep, là ngủ đúng không ạ? Sleep thì cũng sẽ là slept và slept. Các em sẽ nhìn thấy có một cái sự rất là tương đồng. Keep, kept, kept, sleep, slept, slept.
Thế thì 36 mượn từ bộ quy tắc mà nó sẽ có rất nhiều những cặp kiểu như thế này. Những cặp như này cũng khá là nhiều đó. Thì gần như là các em sẽ học thuộc và các em đặt nó thành vần ấy. Keep, kept, kept, sleep, slept, slept. Come, came, come. Become, became, become. Được chưa? Wake, woke, woken. Awake, awoke, awoken. Thì các em sẽ đọc ấy. Và các em nên đọc vẹt, đọc to ra mồm và đọc vẹt để các em dễ ghi nhớ 36 biểu tượng bất quy tắc này. Và làm thật nhiều bài tập để chúng ta luyện cái cách chia. Và các bạn thấy là ở đây cô nói rất rõ là chúng ta có động từ ở dạng nguyên mẫu, infinitive bao giờ ở cột đầu tiên. Cột thứ hai để chia ở quá khứ đơn chính là để các em chia toàn bộ động từ trong tiết học ngày hôm nay của chúng ta. Còn cái phân từ này, như cô đã nói là chúng ta sẽ học tiếp sau khi chúng ta gặp những cái thì hoàn thành hoặc là thể bị động. Hoàn thành hoặc là bị động thì các em sẽ phải sử dụng đến cột thứ ba này, được chưa? Và cột thứ ba này chúng ta sẽ gặp trong những tiết học sau ở các thì hoàn thành và ở các cái thể bị động. Thì các em sẽ gặp đến một cái rất là quan trọng, người ta gọi là P2 của bất quy tắc thì nó cũng bất quy tắc, mà P2 của dạng theo quy tắc thì nó vẫn giữ nguyên là ED. Như vậy là cái ED thì cái cột past và cột past participle nó sẽ giống nhau, đều là thêm ED, giống hệt nhau, được chưa? Còn dạng bất quy tắc thì chịu, đã không quy tắc mà be thì cái này sang was hoặc were, nhưng sang phân tử lại là been. By thì lại giữ nguyên là bought, đúng không ạ? Nhưng mà go thì lại là went, gone. Have thì là had, vân vân. Thì hầu như là các em sẽ phải học thuộc đối với bảng 360 những động từ bất quy tắc này. Và nhớ là download file PDF đính kèm với tiết học ngày hôm nay để các em có được bảng động từ bất quy tắc đấy nhá. Ok chưa ạ? Bây giờ mình sẽ quay lại một chút về cái dạng động từ theo quy tắc, đó là động từ thêm ED. Thế thì ở trong cái phần này ấy, thì sẽ còn có thêm một số cách thêm ED. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn cái thêm ED của động từ nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nói kỹ hơn về cách thêm ED vào sau động từ game nhá. Thì có này, cái này khi mà các em nghe xong rồi các em sẽ cảm giác là nó hơi quen quen. Nó sẽ hơi na ná giống một cái phần mà chúng ta đã học rồi, đó là cách thêm ing vào sau động từ. Cứ để nghe thử xem có thấy quen không nhá. Đầu tiên đó là khi mà các em thêm ED vào sau những động từ, đây là những động từ nhớ là động từ theo quy tắc hay là bất quy tắc ạ? Theo quy tắc, đúng không ạ? Theo quy tắc nhá. Thì khi thêm ED nó lại có thêm một số những cái lưu ý như sau. Đó là thứ nhất là động từ mà kết thúc bằng e. Đấy, mà là dạng theo quy tắc nhá. Cô không nói những cái kiểu là bất quy tắc nhá. Theo quy tắc mà kết thúc bằng e thì chúng ta chỉ việc thêm d thôi. Đấy, được chưa? Có nghĩa là mình không cần phải là thêm hai chữ e thêm d nữa. Đấy, mà nó chỉ là có một chữ e đấy sẵn rồi thì mình chỉ việc thêm d thôi. Những động từ kết thúc bằng e thì chỉ việc thêm d. Ví dụ như là hope là hy vọng thì quá khứ đơn của nó sẽ là hoped. Được chưa? Rồi, ok. Trường hợp thứ hai đó là các em có thể gặp một số những cái động từ kết thúc bằng một phụ âm. Kết thúc bằng một phụ âm nhá. Kết thúc một phụ âm này. Và trước đó là một nguyên âm duy nhất. Và là dạng theo quy tắc. Được chưa? Thì các em sẽ gấp đôi cái phụ âm cuối đó lên. Rồi các em thêm ED. Stopped. Đấy. Động từ kết thúc một phụ âm nhá. Trước đó là một nguyên âm duy nhất. Thì gấp đôi phụ âm đó rồi thêm ED. Thế thì nhớ là trong cái trước thì mình có thêm cái động từ run là chạy đúng không? Thế thì ở cái trường hợp thêm ing là mình gấp đôi n rồi thêm ing như này đúng không ạ? Thế nhưng mà run sẽ không được tính vào trong cái trường hợp của thêm ed đâu. Bởi vì run thì nó lại là dạng bất quy tắc. Run. Nó sang quá khứ của nó lại là ran. Và phân từ của nó là run. Run. Vậy thì cái ing này thì nó là trong cái cột này, tức là kết thúc một phụ âm trước đó một nguyên âm duy nhất thì gấp đôi phụ âm cuối thêm ing. Thấy chưa? Nhưng mà sang đây thì không có nữa, bởi vì là cái này chỉ áp dụng cho những trường hợp là theo quy tắc thôi. Theo quy tắc thôi. Là những cái động từ theo quy tắc ấy mà lại kết thúc bằng một phụ âm trước đó là một nguyên duy nhất thì mới gấp đôi phụ âm cuối đó rồi thêm ed. Chứ còn theo kiểu như từ run này thì nó lại là dạng bất quy tắc mất rồi, thì chúng ta không thể nào mà lại thành là run như thế này, ed như này, không bao giờ có nhá, không bao giờ có, bởi vì nó là dạng bất quy tắc. Và dạng bất quy tắc này thì chúng ta phải làm gì để nhớ ạ? Phải học thuộc hết cách, được chưa? Không hề nhớ nhá. Rồi cái trường hợp thứ ba nữa của dạng thêm ed và sau động từ, đó là động từ kết thúc bằng y dài. Động từ mà kết thúc bằng y dài, mà tất nhiên là dạng là cái dạng mà chúng ta cần phải thêm ed ấy, thì chúng ta sẽ chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm ed, được chưa? Và đây sẽ chia ra làm hai trường hợp nhỏ nữa, đó là nếu như cái động từ này ở trước đó ấy mà nó kết thúc bằng một phụ âm, với một phụ âm nhá, đấy, thì chúng ta sẽ chuyển thành y dài thành y ngắn thêm ed đó. Còn nếu như kết thúc bằng một nguyên âm thì chúng ta thôi không có chuyển gì nữa. Cô lấy ví dụ như này. Cô có động từ try. Thế trước y dài này này, nó là phụ âm r,
Được chưa? Thì kem chuyển thành là tried. Y dài cho này, y ngắn thành bd như này. Được chưa? Còn nếu như kem hoạt động từ to play là chơi, thì trước y dài là bóng nguyên âm như này. Thì giả dụ như các em mà thích chuyển y dài thành y ngắn nhá, thêm bd, thì các em để ý thấy là nó thành một cái từ rất là trông nó rất là kinh dị, đó là a xong lại y xong lại e, thì không có thể nào mà mình phiên âm phát âm được cái từ này luôn cơ. Vậy thì cái thể loại này sẽ không đúng, đúng không? Vậy thì trường hợp này thì mình chỉ việc thêm ed thôi, play ed như này. Cô nhắc lại nhá, y dài thì lại có hai kiểu, một là trước y dài là phụ âm như là phụ âm r, hoặc trước y dài là một nguyên âm như là chữ a. Thế nếu như là nguyên âm ấy, nó đã là nguyên âm rồi mà bây giờ mình lại chuyển y dài thành y ngắn thêm chữ e nữa thì nó thành là a i e, trông rất kinh. Nói chung là cái từ này nhìn rất kinh, nên đương nhiên là mình sẽ không viết như này, mình chỉ việc thêm ed vào thôi, bình thường như này thôi. Còn nếu như trước đó là một phụ âm thì chúng ta sẽ chuyển thành là tried ed như thế này, try tried, được chưa? Hoặc là động từ study thì đương nhiên là cũng sẽ chuyển thành được là studied, studied. Đấy thì đó là phụ âm ấy thì chuyển sang thành là y dài y ngắn là studied như này thì trông nó rất là ok. Try tried, study studied, được chưa? Thì trông rất là ok. Thì đấy là cái cách mà mình chia động từ ở đây, được chưa? Đấy là cách để mình chia verb ed. Thế còn p2, p1 và p2, cái dạng ở past người ta gọi là p1 thì các em sẽ học thuộc cho cô nhá, học thuộc learn by heart đó. Như vậy cách chia động từ ở quá khứ đơn giản rất là đơn giản thôi, đó là động từ to be thì các em chia cho cô thành là was hoặc là or, số ít số nhiều. Còn động từ thường thì sẽ có hai kiểu, một là thêm ed thì như này, còn thứ hai là bất quy tắc thì học thuộc. Nó là cột thứ mấy ở trong bảng động từ bất quy tắc ạ? Nó là cột ở giữa, cột thứ hai đó là past, được chưa? Đấy, còn cột đầu tiên đó là infinitive và cột thứ ba sẽ dùng cho thì hoàn thành, người ta gọi là past participle, hoàn thành hoặc là bị động, mình sẽ học sau. Ok chưa? Đấy nhá, thì đấy là tất cả những cách chia. Và tất cả những cái này thì nó mới chỉ là để nói về cái thể khẳng định của thì quá khứ đơn thôi. Tất cả những cái vừa mới nói mới chỉ là ở thể khẳng định của quá khứ đơn thôi. Đó, cô nhắc lại, khẳng định chúng ta có to be, chia là was hoặc were. Và động từ thường thì chúng ta sẽ có hai kiểu, một là chúng ta thêm ed, và thứ hai đó là dạng bất quy tắc, irregular verbs, được chưa? Ok nhá. Thế còn đối với dạng phủ định thì sao? Phủ định ở hiện tại đơn giản, các em sẽ phải mượn thêm trợ động từ phủ định, đó là don't hoặc là doesn't, đúng chưa? Thì ở quá khứ đơn thì cái don't và doesn't đó các em sẽ dùng lại cho cô thành là didn't, được chưa? Và có một cái này giống nhau này, khi đã dùng trợ động từ rồi thì động từ của chúng ta sẽ không chia theo kiểu như này nữa, không chia động từ kiểu như này nữa, mà sẽ trở về dạng gì? Nguyên mẫu, chính xác. Trở về dạng nguyên mẫu là didn't cộng với lại infinitive. Còn lại ví dụ như sau, ví dụ như ở khẳng định các em có he và động từ walked. Động từ này theo quy tắc các em thêm ed vào, he walked. Các em thấy rằng là có một cái điểm hết sức lưu ý, đó là động từ ở đây các em phải để ý thấy là nó không bị phụ thuộc vào chủ ngữ nhá, không phụ thuộc vào chủ ngữ, tức là chủ ngữ nào cũng sẽ chia giống hệt nhau, chỉ có một cái quan trọng là nó lại chia theo quy tắc hay là bất quy tắc thôi, được chưa? Ví dụ he là he walked, họ là they thì cũng là they walked. Đó, nó có cái dễ mà có cái khó. Ở hiện tại đơn thì mình còn chia theo ngôi, nhưng mà ở đây thì không quan trọng là ngôi, được chưa? Chủ ngữ nào cũng vẫn chia như thế thôi, nhưng quan trọng là cái nào là theo quy tắc hay là bất quy tắc. Ok, thế thì ở thể phủ định anh ta không đi bộ thì các em mới dùng he này, các em mới dùng he này, và các em thêm didn't vào, he didn't này, được chưa? Động từ walked đang ở ed, chúng ta chuyển về dạng nguyên mẫu, bỏ ed đi, trở về dạng nguyên mẫu là walk, he didn't walk, anh ta đã không đi bộ, họ đã không đi bộ cũng tương tự như vậy là they didn't walk, rất là dễ. Đấy, thấy không? Rất là dễ. Như vậy cách chia phủ định bao giờ cũng rất là dễ so với cách chia khẳng định, đúng không nào? Phủ định chỉ việc dùng don't hoặc doesn't rồi cộng với động từ ở dạng nguyên mẫu của nó, thế là xong, đỡ phải nghĩ là thêm cái gì, thêm s hay là thêm es, thêm ed hay là bất quy tắc, đúng không? Đấy, ở đây thì cứ dùng don't hoặc là doesn't hoặc didn't là xong phim luôn, sướng không? Sướng, đúng không ạ? Dễ, như này rất là dễ. Cô lấy một cái ví dụ về dạng động từ bất quy tắc nhé, ví dụ như là she, cô ta này, she này, she studied, cô ta theo quy bất quy tắc không ạ? Study thì theo quy tắc mất rồi, đúng không? Cô lấy động từ khác đi, ví dụ như là she woke, cô ta ngủ dậy đi ạ, she woke up at six,
cô ta đã ngủ dậy lúc 6 giờ đi. Không, chủ ngữ khác cũng vẫn thế, giây hay là số nhiều số ít vân vân vẫn thế nhá. Cô ta đã ngủ dậy lúc 6 giờ. Bây giờ mình nói rằng là cô ta không ngủ dậy lúc 6 giờ mà cô ta ngủ dậy lúc 10 giờ sáng cơ, được chưa? Thì là she này. Mượn thêm trợ động từ didn't. She didn't này. Work này phải trở về dạng nguyên mẫu của nó. Nguyên mẫu của nó là wake. Đấy. Vậy các em thấy không? Nếu mà dạng ed chỉ việc bỏ ed đi là trở về nguyên mẫu luôn. Nhưng mà nếu mà dạng bất quy tắc thì lại phải ngồi nhớ lại cái bảng bất quy tắc. Cho nên là cái bảng động từ bất quy tắc là phải học thuộc mà học thuộc rất kỹ để làm bài tập cho nó chuẩn. Đúng chưa? She didn't wake up. Cô ta đã không ngủ dậy lúc 6 giờ. Đấy. Từ khẳng định sang phủ định đấy. Được chưa? Cái quan trọng là phải nhớ được là nguyên mẫu của nó là wake và quá khứ của nó là woke. Ok nha. Còn dạng nghi vấn thì sao? Nghi vấn có hai kiểu, nghi vấn khẳng định và nghi vấn phủ định. Thì rất đơn giản thôi. Các em có thể tự suy từ đây ra. Đó là chúng ta sẽ đảo này. Did. Hoặc là đảo didn't. Lên trước chủ ngữ. Rồi cộng với lại động từ nguyên mẫu infinitive ở phía sau. Vân vân gì đó. Được chưa? Và giả dụ như mình có thêm những câu hỏi WF question thì cứ thêm những câu hỏi WF question hoặc là F question ở phía trước là chúng ta sẽ ra được những câu hỏi của nó. Mình có lấy ví dụ như sau. Có phải là cô ta đã ngủ dậy lúc 6 giờ hay không? Did she? Did she? Đảo did lên trước này. Did she? Có phải cô ta này ngủ dậy, động từ chờ nhớ là trở về nguyên mẫu nhá. Did she wake up at 6? Có phải là cô ta đã ngủ dậy vào lúc 6 giờ hay không? Did she wake up at 6? Được chưa? Phủ định thì sẽ là didn't she? Không phải là cô ta ngủ dậy vào lúc 6 giờ hay sao? Didn't she wake up at 6? Được chưa? Hoặc là cô có thể hỏi những câu hỏi đáp lời question. Ví dụ như sau. Tại sao? Và why? Tại sao? Tại sao bạn lại mua cuốn sách đó? Thế cái mua lại xảy ra ở trong quá khứ rồi. Tại sao tuần trước? Tuần trước cô có từ last week. Tuần trước này. Tại sao tuần trước bạn mua cuốn sách đó? Đấy, thì cô có một cái câu hỏi mà cần các em chia động từ trong ngoặc như thế này. Tại sao bạn đã mua cuốn sách đó? Cuốn sách đó sẽ là that book. Đấy chưa? Này, why you buy that book last week? Tại sao tuần trước bạn lại mua cuốn sách đó? Thì last week thế là một cái trạng ngữ chỉ thời gian ở trong quá khứ rồi. Dẫn đến là cái này chia ở quá khứ đơn. Và quá khứ của câu hỏi, đúng không? Thì mượn trợ động từ đây là did, sẽ là why did you buy? Thế là xong. Why did you buy that book last week? Tại sao tuần trước bạn lại mua cái cuốn sách đó? Được chưa? Hoặc là ví dụ như là how did you, hoặc là how did she go to school this morning? Câu này thế dịch là gì ạ? This morning là sáng nay. Được chưa? Và how nghĩa là bằng cách nào hoặc là bằng phương tiện nào. How did she go to school this morning? Tức là cô ta đã đi học bằng phương tiện gì vào sáng nay. Đấy. Thế thôi. Đơn giản như vậy thôi. Thì đấy là cách chia của thì quá khứ đơn giản. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến một số những cái trạng ngữ nhé. Những cái trạng ngữ chỉ thời gian. Ever of time, những cái trạng ngữ chỉ thời gian. Mà nó quy định là khi các em nhìn thấy những trạng ngữ này thì các em sẽ chia cho cô ở quá khứ đơn. Ví dụ như sau. Thứ nhất là các em gặp cho cô từ yesterday, là ngày hôm qua. Đương nhiên chia ở quá khứ đơn. Đấy chưa? Last là trước. Last này có thể đi với lại là last month, tháng trước. Last week, tuần trước. Last year, năm trước. Last Christmas là Giáng sinh năm trước. Có một cái bài hát rất nổi tiếng là Last Christmas, đúng không? Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Em tìm bài đấy nhá. Last Christmas là Giáng sinh năm trước, anh đã trao cho em trái tim của anh, nhưng mà chỉ ngay ngày hôm sau là em đã ném nó đi rồi. Được chưa? Last Christmas nhá. Hoặc là last gì cũng được. Last summer sẽ là mùa hè trước, vân vân. Thì tất cả những cái này đều là sẽ là những cái trạng từ mà thể hiện là ở quá khứ đơn. Hoặc là các em có từ ago là trước đó. Trước đó, ví dụ như các em phải nói là 2 ngày trước, 2 days ago, 2 ngày trước. 2 tuần trước, 2 weeks ago. 5 năm trước, 5 years ago. Được chưa? 15 năm trước, 15 years ago. 3 thập kỷ trước, 3 decades ago, vân vân. Nhìn thấy cái từ ago này cũng là trước. Hoặc ví dụ như là chúng ta gặp từ in the past.
là trong quá khứ. Nó sẽ trái với lại là at present là ở hiện tại. Thì in the past là trong quá khứ, hoặc là từ formerly. Cái này đều mang nghĩa là trước đây hoặc là trong quá khứ. Ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước, bao nhiêu ngày trước. Được chưa? Hoặc ví dụ các em nhìn thấy in cộng với lại một khoảng thời gian ở trong quá khứ, ví dụ như là in 1997, vào năm 1997, thì rõ ràng là nó liên quan quái gì đến hiện tại nữa. Thì rõ ràng sẽ phải chia ở quá khứ đơn. Tức là những cái cụm trạng ngữ chỉ thời gian mà thuộc về quá khứ thì đương nhiên là các em sẽ chia ở quá khứ đơn giản. Được nhá? Đấy thì lưu ý giúp cô. Bây giờ thì để các em hiểu hơn về cách chia của thì này, cô mời các em cùng làm một số bài tập có liên quan. Chúng ta cùng chơi bài tập các em nhá. Bài đầu tiên thì các em sẽ chia giúp cô động từ to be ở quá khứ đơn vào trong 10 câu này. Được chưa? Và nhớ lưu ý giúp cô ở câu số 2 và câu số 3 chúng ta sẽ chia động từ to be ở dạng phủ định nhá. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ cùng chơi bài. Ở đây chỉ chia động từ to be thôi em nhá. Chỉ chia động từ to be thôi. Hay câu số 1 nào. Yesterday, gì đấy, Monday, I was at school. Ngày hôm qua là ngày thứ hai và tôi đã ở trường. Thì động từ to be ở đây, yesterday là chia ở quá khứ đơn, là to be chia số ít. Em sẽ chia là was. Yesterday was Monday. Được yeah. Câu số 2, mom and dad, cái gì đấy, at home yesterday, they were at the hospital. Hospital. Thì ở đây động từ to be chia ở phủ định nhá, quá khứ đơn phủ định. Mom and dad là số nhiều, đúng không? Hai người, bố và mẹ thì đã không ở nhà ngày hôm qua và họ ở bệnh viện. Thì đã không ở nhà, động to be chia ở số nhiều là were và thêm not vào. Các em sẽ viết tắt cho cô là weren't. Ok chưa? Câu số 3, the weather, cái gì đấy, nice, it was windy and rainy. Thời tiết không tốt, thời tiết không đẹp, trời rất là nhiều gió và mưa. Đấy. Thì không đẹp thì the weather là số ít, các em chia động từ to be ở quá khứ đơn sẽ là was. Và thêm not vào là không mà, đúng không ạ? Thêm not vào sẽ là wasn't. Được chưa? Em đọc lại giúp cô hai từ này nhé. Wasn't và weren't. Weren't và wasn't. Thời tiết không đẹp, rất là nhiều gió và nhiều mưa. Ok, câu số 4 đây là câu hỏi. Ở câu hỏi thì các em chỉ việc đảo động từ to be lên trước, được chưa? Và to be ở đây các em sẽ chia là was. Was he, vì chủ ngữ chúng ta là chủ ngữ số ít. Was his free all day yesterday. Ngày hôm qua là anh ta rảnh cả ngày, có phải không? Câu số 5, she cái gì đấy, tired last night. Đêm hôm qua cô ấy rất là mệt. Còn to be các em cũng sẽ chia giúp cô là was, vì chủ ngữ là chủ ngữ she là số ít, được chưa? Tối hôm qua cô rất là mệt. Câu 6 ạ, I cái gì đấy in London last month. Tôi đã ở London vào tháng trước. Vì tháng trước, last month, ở đây các em chia ở quá khứ đơn, đúng không nào? Và to be chia là was, số ít đối với chủ ngữ là I. Ok. Câu số 7, câu này là câu hỏi. Câu hỏi nhá, đảo to be lên trước, chủ ngữ là you, thì to be sẽ chia là were dài. Were you at Nina's house yesterday? Were 4 chữ, đúng không ạ? Có phải là bạn ở nhà của Nina ngày hôm qua không? Câu số 8 ạ, I cái gì đấy with him yesterday. Ngày hôm qua thì to be chia ở quá khứ đơn sẽ là were ngắn, sẽ là I was with him yesterday. Câu số 9 ạ, dây thì chủ ngữ sẽ là were dài, were, và đảo lên trước chủ ngữ dây ở câu hỏi quá khứ đơn sẽ là were they happy last week. Tuần trước thì họ có vui không, vui không? Câu số 10 ạ, he cái gì đó in London 2 days ago. Ago là chúng ta sẽ tạo thành một cái cụm trạng ngữ quy định chia cái thì này với câu này ở quá khứ đơn. He chúng ta sẽ chia là was. Được chưa? Bài này là chỉ có chia to be thôi. Được chưa? Và cái lý giúp cô luôn đó là tạo phủ định thì mình thêm not vào, viết tắt là wasn't và weren't. Và với câu hỏi đương nhiên là rất đơn giản là chúng ta sẽ đảo động từ to be lên phía trước thôi là xong. Được chưa? Ok nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với bài thứ hai. Đây là bài thứ hai này, các em sẽ chia giúp cô ở 10 câu này cũng chia ở quá khứ đơn. Và đây là một câu chuyện. Đây là một câu chuyện nhá. Rồi, các em có thể dừng video lại vào lúc này để thử làm. Còn bây giờ thì cô Mai Phương sẽ đưa ra đáp án nữa. Câu số 1. Ngày hôm qua tôi đi nhà hàng với một khách hàng, a client. Được chưa? Thì động từ go này, chúng ta thấy là yesterday là một cái cụm trạng ngữ ở quá khứ rồi. Ngày hôm qua thì go phải chia quá khứ. Go là một trong những động từ bất quy tắc, chúng ta chuyển thành went. I went to the restaurant with a client. Được chưa? Câu số 2. Chúng tôi lái xe vòng quanh cái bãi đậu xe 20 phút để tìm một cái chỗ đậu xe. Thì đây vẫn là tiếp tục của câu chuyện mà, nên là mình sẽ chia tiếp quá khứ đơn. We drove. Và đây cũng là dạng mất quy tắc của nó. Drive drove. Được chưa? Drive drove driven. Chúng tôi đã lái xe quanh cái bãi đậu xe 20 phút để tìm một cái chỗ đỗ xe. Câu số 3. Khi chúng tôi tới nhà hàng thì cái nơi đó nó lại rất là kín chỗ rồi. Thì tới, arrive là động từ theo quy tắc. Các em sẽ thêm D vào. Động từ này kết thúc bằng E thì chúng tôi chỉ việc thêm D thôi. Arrived. Được chưa? Khi chúng tôi tới nhà hàng thì động từ to be chia ở quá khứ tiếp tục sẽ là was. Tất
Tất cả những hành động ở đây đều là một chuỗi các hành động trong quá khứ đơn. Và đây là cách sử dụng số 2 của thì quá khứ đơn giản. Đó là miêu tả một chuỗi hành động trong quá khứ, một câu chuyện. Và vì thế chúng ta chia quá khứ tất. Được chưa? Quá khứ tất nhá. Khi chúng tôi tới nhà hàng thì cái nơi đấy nó full rồi, đúng không ạ? Nó kín chỗ rồi. When we arrived at the restaurant, the place was full. Thế tiếp tục nhá. The waitress. Nào các bạn nhớ từ waitress là gì không ạ? Là người nữ bồi bàn. Mình đã học cái từ này trong tiết học với Brandon rồi, đúng không ạ? Waitress tức là người nữ bồi bàn. Đã hỏi chúng tôi xem là liệu là chúng tôi đã đặt chỗ trước hay chưa? Thì asked ở quá khứ sẽ là asked. The waitress asked us if we had reservations. Đó. Had reservations là đặt chỗ các em nhá. Câu tiếp theo, tôi nói rằng thì sao chuyển sang quá khứ sẽ là said. I said no. My secretary forgot to make them. Tôi nói rằng là không, những thư ký của tôi đã quên không đặt chỗ rồi. The waitress, người bồi bàn lúc đấy mới bảo chúng tôi là quay trở lại trong 2 tiếng nữa. Tiếp tục chia những hành động này ở quá khứ đơn đúng không nào? Và tell của quá khứ đơn sẽ là told, một động từ bất quy tắc. Told nhá. Câu số 7 ạ. My client and I slowly walk back to the car. Khách hàng của tôi và tôi là chậm chậm là đi bộ quay trở lại ô tô. Walk em chia quá khứ đơn. Đó là walked. Đây là một những động từ theo quy tắc. Thêm đi vào. Walked. Được chưa? Rồi, câu số 8 ạ. Then we see a small grocery store. Sau đó thì chúng tôi nhìn thấy một cái cửa hàng gọi là bán đồ ăn nhẹ, nhỏ. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có động từ see, chia quá khứ sẽ là saw. Nhớ nhá. Câu số 9 ạ. We stop in the grocery store and buy some sandwiches. Chúng tôi đã dừng lại ở cái cửa hàng đó và mua một vài cái bánh sandwich. Đấy, thì dừng lại, stop chia quá khứ đơn. Các em nhớ gấp đôi P rồi thêm ED. Stopped. Được chưa? Và buy chia quá khứ đương nhiên sẽ là bought, đúng không? Một ví dụ đầu tiên trong tiết học ngày hôm nay chúng ta gặp từ này rồi đúng không ạ? Và câu số 10. To be chia quá khứ là was, and that was better than waiting for 2 hours. Điều đấy thì cũng còn tốt hơn là chờ 2 tiếng. Ok, thì đấy là toàn bộ câu chuyện của chúng ta. Các em phải đọc lại toàn bộ câu chuyện này. Yesterday, I went to the restaurant with a client. We drove around the parking lot for 20 minutes to find a parking space. When we arrived at the restaurant, the place was full. The waitress asked us if we had reservations. I said no. My secretary forgot to make them. The waitress told us to come back in 2 hours. My client and I slowly walked back to the car. Then we saw a small grocery store. We stopped in the grocery store and bought some sandwiches. That was better than waiting for 2 hours. Okay? À, toàn bộ nguyên cả một câu chuyện người ta kể lại và các em thấy rằng là chia tất cả các động từ ở quá khứ đơn, một chuỗi các hành động trong quá khứ đơn để miêu tả hẳn một câu chuyện đã diễn ra ở trong quá khứ. Ok chị ạ? Ok nhá. Và đến đây thì cô cũng xin tạm dừng tiết học ngày hôm nay tại đây. Tiết học chúng ta tìm hiểu về thì quá khứ đơn trong tiếng Anh. Cô hy vọng rằng là các em đã thu được những kiến thức cần thiết, tất cả những cái gì cần thiết nhất về cái thi này. Và nhớ rằng rất quan trọng là phải học cái bảng động từ bất quy tắc đúng không nào? Và động từ bất quy tắc và cái cột mà chúng ta cần phải chú ý đến ở đây trong tiết học ngày hôm nay đó là cột thứ 2. Cột thứ 2. Đấy, cái cột đó chúng ta sẽ có dạng bất quy tắc, dạng quá khứ đơn của các động từ. Và còn lại, những động từ còn lại thì các em cứ mặc nhiên là thêm ED vào giúp cô. Đấy, với những cái thức trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ còn có thêm những bài thi online đính kèm với tiết học này để các em có thể hiểu sâu hơn về thì quá khứ đơn. Và cô sẽ còn gặp lại các em trong tiết học sau, một tiết học về thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn.